Khi ở trên sân đỗ thì mỗi chiếc máy bay trông giống như là một cỗ máy khổng lồ và nhiều người không khỏi ấn tượng trước sự đồ sộ của chúng. Tuy nhiên thì khi bay trên bầu trời chúng không rất là nhỏ bé và không khác gì một ngôi sao băng với vẻ đẹp tuyệt vời. Và vẻ đẹp này thì đã được một thanh niên người Singapore ghi lại và cùng với việc áp dụng kỹ thuật time-lapse thì cả sân bay Changi rất lớn của Singapore trông giống như là một cơn mưa sao băng đầy ấn tượng. Theo đó, anh chàng này đã dành ra một thời gian để thực hiện video timelapse ở sân bay Changi, một trong những sân bay bận rộn nhất trên thế giới. Vào giờ cao điểm thì trung bình mỗi phút sẽ có một chuyến bay cất cánh và hạ cánh ở Changi. Video timelapse quay tại sân bay tạo ra những hình ảnh ấn tượng, không khác gì chúng ta đang có những phương tiện giao thông tương lai trong các bộ phim viễn tưởng. Ánh sáng từ những chiếc máy bay lúc cất và hạ cánh trông như các ngôi sao băng trên bầu trời. Milton Tan đã đứng ở một đường băng đóng tại sân bay Changi để chụp tổng cộng 11.000 tấm ảnh. Khoảng 7.000 tấm ảnh đã được dùng để tạo nên video này. Tất cả các bức ảnh được chụp với máy Canon 5D Mark III và 7D cùng với ống kính Canon 16-35mm, 24-70mm, 70-200mm, 500mm và 18-135mm. Tốc độ chụp của các bức ảnh vào khoảng 4 đến 10 giây và khoảng cách giữa hai tấm là 0 giây, nghĩa là ngay khi màn che vừa đóng lại là nó lại mở ra ngay lập tức để chụp tấm tiếp theo. Điều này giúp cho ánh sáng từ những máy bay di chuyển mềm mại qua các tấm ảnh.